Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn cái cách sử dụng công cụ crop để cắt bố cục lại file ảnh, loại bỏ những cái đối tượng, những cái phần ảnh mà dư thừa không mong muốn. Và để sử dụng công cụ crop thì các bạn đây, công cụ này là công cụ crop. Khi các bạn nhấp chuột vào công cụ crop thì các bạn thấy là có một số các công cụ trong cái nhóm của nó nữa. Và ở đây có chữ C, thì các bạn có thể bấm phím chữ C thay vì các bạn chọn trực tiếp trên thanh công cụ. Rồi, bây giờ để tìm hiểu cái cách sử dụng công cụ này thì tôi mở một cái file ảnh lên. Ví dụ ở đây tôi chọn file này. Rồi, các bạn thấy khi các bạn ở công cụ Move nè, mà các bạn mở file ảnh lên á, thì cái ảnh bình thường nó không có cái khung bao, mà khi các bạn vừa kích hoạt cái công cụ Crop thì nó có một cái khung bao xung quanh bức ảnh. Ở mỗi góc của bức ảnh và ở giữa của bốn cạnh, các bạn thấy nó có một cái hộp rõ ràng nè. Rồi, thì sử dụng công cụ crop này như thế nào? Các bạn rê xuống như thế này, các bạn kéo lên. Và bên đây, các bạn kéo sang phải như vậy. Tức là hiện tại, trên cái bức ảnh này, thì cái phần sáng bên trong này tôi giữ lại nè. Còn cái phần mờ mờ bên ngoài là tôi loại bỏ đi. Nếu như bên đây tôi muốn loại bỏ một phần nữa thì tôi kéo này vào. Các bạn thấy không? Tức là cái công cụ crop nó sẽ tạo một cái khung, nó cắt để giữ lại cái phần bên trong như thế này. Còn phần bên ngoài là nó loại bỏ. Chứ không phải là nó khoét một lỗ thủng nào đó trong bức ảnh nha các bạn. Cái nhiệm vụ công cụ crop là chỉ vậy thôi. Nó loại bỏ những cái phần dư bên ngoài nè. Thì giả sử như cái bức ảnh này mà tôi thấy cái phần trên này nó tôi chụp nó thấy nó dư thừa quá, nó nhiều quá, thì tôi có thể tôi cắt gọn lại. Như trên file ảnh các bạn thấy là cái phần ngoài này là bị loại bỏ đi rồi đó. Bây giờ tôi bấm vào cái nút này, hoặc là tôi bấm phím Enter thì nó như nhau. Bây giờ tôi bấm vào nút này. Các bạn thấy là cái phần bên ngoài bị loại bỏ đi, chỉ giữ là cái phần trong này thôi. Rồi, thì crop là như vậy. Bây giờ tôi trở lại cái file gốc. Nếu các bạn không thích cái cách là bằng rê những cái cạnh này, rê vào trong gì đó, thì các bạn có thể là chọn công cụ xong các bạn đặt con trỏ chuột vào bên trong cái phạm vi này và các bạn rê tạo một cái vùng. Thì khi các bạn nhả chuột ra thì cái vùng này, cái vùng mà các bạn vừa vẽ đó, nó là cái vùng mà các bạn cần crop lại. Còn cái phần bên ngoài là bị loại bỏ đi. Rồi, nó chỉ vậy. Và khi chọn cái công cụ crop mà các bạn đưa chuột ra phía ngoài, các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng nó chuyển thành mũi tên hai đầu cong cong, tức là cho phép chúng ta xoay. Ở đây là cái khung crop nó nằm ngang như vậy. Các bạn xoay file ảnh đi một góc thì dĩ nhiên nó phải nghiêng như thế này, đúng không? Cái hình nó bị nghiêng. Rồi, ví dụ như cái thực tế mà các bạn muốn cắt ảnh cho nó nghiêng nghiêng như thế này để cho nó lạ mắt hay gì đó thì các bạn có thể làm, hoặc không thì thôi, vì Photoshop cung cấp cái chức năng này thì mình biết vậy thôi, còn sử dụng hay không là tùy ý các bạn. Ví dụ như tôi đang trong cái trạng thái như thế này mà tôi muốn hủy bỏ, tôi không crop hay không chỉnh sửa thêm nữa, thì tôi bấm vào nút này. Nó sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu, cái ảnh gốc. Như cái crop thì các bạn biết rồi, mà hồi nãy giờ thì từ nãy giờ tôi giới thiệu với các bạn đó, tức là chúng ta crop tự do, nó không theo một cái kích thước, một cái khuôn khổ nào cả. Vì ở đây chúng ta đang chọn là unconstrained, tức là nó không có cưỡng chế một cái gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta nhấp chuột vào đây. Các bạn thấy ở đây nó có một loạt những cái giá trị định sẵn mà Photoshop định sẵn cho chúng ta. Ở đây ví dụ như tôi lấy cái giá trị là 5 x 7, tức là tôi crop hình theo cái tỷ lệ là 5 và 7. Cái bề cao nó sẽ là 5 và cái bề rộng nó sẽ là 7. Dù các bạn có thay đổi cái khung này cỡ nào đi nữa thì nó vẫn giữ đúng cái tỷ lệ là 5 7 nha các bạn.
Rồi bây giờ tôi rê nè, các bạn thấy không? Khi đặt chuột vào bên bên trong cái khung á, tôi rê á, thì giống như là tôi đang kéo tấm ảnh đi. Tôi dời tấm ảnh đi đến một cái vị trí nào đó phù hợp. Còn khi tôi đưa chuột bên ngoài thì tôi sẽ xoay. Vậy thôi. Bây giờ hiện tại ở cái mặc định này tôi chọn là 5 x 7. Bây giờ tôi crop thử cho các bạn xem nha. Ví dụ như cái bức ảnh như vậy là tôi đã ok rồi đó. Tôi crop. Thì các bạn thấy cái hình nó còn giữ lại như thế này. Bây giờ để kiểm tra lại có đúng là cái cạnh này nó là 5 x 7 không nha. Thì tôi sẽ xem cái kích thước của cái file ảnh này. Thì để xem kích thước, tôi chọn vào image và image size. Các bạn thấy nè, cái cạnh này là cái bề rộng của bức ảnh hiện tại này, nó là 1906, và cái bề cao nó là 1362. Thì nó tương ứng là cái cạnh này nè, tương ứng bề rộng là 7 và cái bề cao là 5 nè. Bây giờ chính xác luôn có đúng không nha, thì tôi mở cái máy tính lên cho các bạn xem. Bây giờ 1906, 1906, 1906 đúng không? Tôi chia cho 7. Nó bằng 272 chấm chấm mấy đó. Tức là đây là một phần, cái cạnh này 7 phần thì tôi chia 7 nó còn một phần, mà cái bề cao này nó là 5 phần. Thì tôi nhân cho 5 thử nha, nhân cho 5. Các bạn thấy không? 1361 chấm mấy thì nó gần gần là 1362 đúng không? Thì rõ ràng dù các bạn có thay đổi cái khung lớn nhỏ gì nữa thì nó vẫn giữ đúng cái tỷ lệ là 5 và 7, là do tôi chọn ở đây nó là 5 và 7. Nếu các bạn chọn một cái tỷ lệ nào đó thì nó sẽ ra đúng cái tỷ lệ đó. Các bạn trở lại cái file gốc như thế này. Vì nãy giờ chúng ta crop là chúng ta crop theo một cái kích thước tự do, nó không có theo một cái khuôn khổ nào cả. Là do cái công cụ crop này ở đây ta chọn là in constraint, tức là nó không cưỡng chế một cái gì hết. Chúng ta rê chuột crop thoải mái. Bây giờ ở đây tôi chọn là size and resolution. Nó sẽ mở ra một cái bảng như thế này. Ở đây tôi chọn đơn vị là cm. Ví dụ như ở đây tôi nhập vào giá trị là 15. Ở đây giá trị là 10. Và ở đây cái độ phân giải, resolution độ phân giải nó là 300. Tức là làm sao? Lúc này là tôi muốn khi tôi crop cái file ảnh này lại thì nó phải ra cái kích thước là bề rộng là 15, bề cao là 10 và độ phân giải là 300. Ví dụ như các bạn chụp những cái bức ảnh đi chơi mà các bạn mang đến những cái lát ảnh kỹ thuật số để các bạn rửa ra cái hình là 10, 15 á, thì nếu như các bạn biết sử dụng sơ qua Photoshop và các bạn biết sử dụng công cụ crop thì các bạn có thể là crop hình lại theo ý của mình. Cái nào cần giữ thì giữ, cái nào cần bỏ thì bỏ đi, rồi sau đó các bạn mang đến lab thì in ra như vậy thôi, nó sẽ theo ý của các bạn. Rồi trở lại vấn đề là ở đây ví dụ như tôi chọn là độ rộng là 15, độ cao là 10 và độ phân giải là 300. Tôi ok. Các bạn thấy hiện tại về cái khung này nó như thế này, nó bao toàn bức ảnh. Và khi tôi chọn vào cái nút này để tôi đồng ý tôi crop á, thì cái bức ảnh kết quả nó sẽ là 15 nhân 10 và độ phân giải là 300. Hoặc là tôi kéo đi một ít gì đó. Tôi ví dụ như tôi chọn cái khung này là vừa ý rồi đó. Thì tôi chọn crop. Các bạn thấy không? Cái hình nó bị crop lại. Và lúc này để kiểm tra lại cái kích thước thì tôi mở lên là image và image size. Các bạn thấy nha, tôi chuyển đơn vị nó là cm. Rõ ràng các bạn thấy là 15 nhân 10 nhân 300 không? Cái bề ngang này là 15, bề cao là 10 và độ phân giải của ảnh này là 300. Đó, thì cái chức năng là size and resolution là để cho chúng ta crop theo một cái kích thước và độ phân giải cho trước. Rồi, vậy thôi các bạn. Thì công cụ crop này dùng để cắt bỏ những cái phần thừa, những cái phần nào chúng ta không muốn để chỉnh sửa lại cái ảnh cho nó gọn ghẽ thôi, chứ không có gì phức tạp khó khăn. Các bạn thấy là có cái nút là strengthen này. Cái này để làm cái gì? Bây giờ tôi đóng cái file ảnh này lại. Tôi mở một cái file khác
cái file nào để tôi làm cái chức năng đó nó dễ nhìn cho các bạn xem. Rồi, ví dụ file này. Ví dụ như tôi có cái file như thế này. Các bạn thấy ở đây cái đường dây điện này hoặc là cái đường đỉnh hàng cây này nó hơi xéo xéo, cái đường dây điện hơi xéo. Bây giờ tôi muốn khi tôi crop xong thì tôi chỉnh sửa lại luôn cho cái đường dây điện nó nằm thẳng ngang với cái cạnh của cái file ảnh. Thì tôi chọn crop. Hiện tại các bạn thấy một phần này nó đang mặc định, nó bỏ ra một phần nè, là do ở đây lúc trước đây tôi đã chọn cái công cụ crop theo cái kích thước là 15 x 10. Bây giờ tôi trả về là unconstrained. Rồi tôi chọn lại, các bạn thấy nó bao quanh toàn bộ cái file ảnh. Rồi bây giờ tôi chọn cái chức năng là straighten này. Các bạn nhấp chuột, các bạn muốn cái đối tượng nào mà nó ngay lại đó. Ví dụ ở đây cụ thể là tôi muốn cái đường dây điện này nè, nó nằm nghiêng nè, tôi muốn nó ngay thẳng lại. Thì tôi nhấp chuột vào điểm này và tôi rê chuột ở đây. Các bạn thấy không? Rê theo cái đường dây điện và khi tôi nhả chuột ra thì nó tự động nó xoay lại. Nó xoay cái file ảnh lại làm sao cho cái đường này nó thẳng đứng. Nó thẳng ngang với cái cạnh của file ảnh nè các bạn. Ở đây thì nếu tôi chọn đây thì tôi crop. Các bạn thấy không? Cái đường dây điện nó đã nằm thẳng lại chứ không còn nghiêng như lúc ban đầu nữa. Đó, thì cái chức năng của cái straighten này là nó làm như vậy. Còn bên đây nó có nhiều cái chức năng sẵn. Ví dụ như ở đây là roll up turns. Chọn cái chức năng này, chọn cái chức năng là roll up turns này thì nó sẽ hiện ra những cái đường lưới bên trong. Mà theo bên đồ họa thì có một vài tài liệu nói là trên một cái bức ảnh thì nó có những cái đường mạnh với điểm mạnh. Thì những cái đường 1 phần 3 này các bạn, 1 phần 3 này, đường đứng, đường ngang này, nó là những cái đường mạnh và điểm mạnh. Ở ngay cái giao điểm này, giao điểm của những cái đường lưới này, nó là những cái điểm mạnh. Người ta nói là những cái đối tượng nào mà nó nằm tập trung vào những cái điểm cái đường này thì nó sẽ thu hút được cái sự chú ý của cái người xem. Thì tôi không rành về cái vấn đề đó, những cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mà Photoshop thì tạo sẵn ra cho chúng ta những cái đường lưới như thế này. Thì những cái khác nó sẽ là những cái lưới khác nhau, thì cái này các bạn tìm hiểu thêm. Ở bên đây nó có những cái chức năng này. Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ mặc định như Photoshop đã định sẵn. Ví dụ như ở đây các bạn chọn cái opacity là 75, ví dụ như tôi giảm xuống thì các bạn thấy không? Cái phần rìa của cái file ảnh nè, cái mà chúng ta cần bỏ đi nè, nó sẽ hiện sáng lên. Và khi tôi tăng nó nhiều nữa thì nó sẽ tối đi. Thì thay vì như vậy nó có tác dụng như là tôi nghĩ để 75 của Photoshop vậy là quá tốt rồi. Đó, thì những cái giá trị này thì tôi nghĩ là xài mặc định của Photoshop. Còn các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn tự tìm hiểu thôi. Bên đây nó có giá trị là Delete Crop Pixel. Tức là các bạn chọn, khi các bạn chọn cái nút này thì các bạn crop á, là những cái phần thừa bên ngoài nó sẽ bị bỏ hẳn đi, không còn giữ lại nữa. Còn nếu các bạn không chọn á, thì các bạn rớp lại, các bạn nhìn thấy khung hình như vậy nhưng mà bên ngoài nó, những cái phần thừa này nó vẫn còn giữ lại. Thì công cụ crop nó chỉ có vậy thôi, cũng không có gì. Để tôi hủy bỏ, tôi trả lại. Rồi, tôi trở lại cái bức ảnh gốc. Tiếp theo trong cái công cụ crop thì các bạn thấy có cái công cụ là perspective crop. Công cụ này làm việc như thế nào? Bây giờ tôi bỏ cái file này. Tôi mở một cái file khác lên cho các bạn xem. Đây. Tôi có cái file này. Cái công cụ này là ngoài chức năng là cho chúng ta là crop file ảnh, mà nó còn tạo ra một cái giống như cái phối cảnh để chúng ta chỉnh sửa lại cái ảnh cho nó hợp lý. Ví dụ như cái file ảnh này các bạn thấy khi chụp là những cây cột này nó bị xiên nè, nó hơi nghiêng nè. Bây giờ chúng ta crop xong, chúng ta có thể chỉnh sửa cho những cây cột này có thể nó thẳng đứng lên. Rồi, thì chọn công cụ xong các bạn rê
chuột vào cái file ảnh như thế này. Xong, ở bốn cái góc này, bốn cái đỉnh của cái khung bao này các bạn dời đi. Ví dụ ở đây tôi dời đến đây. Vì nó là phối cảnh nha các bạn, cho nên các bạn có thể dời đi. Rồi các bạn thấy, ví dụ tôi dời cho cái cạnh của cái đường biên này, nó tương đối, nó song song với cái cạnh của cây cột. Nếu ngay cái thời điểm này mà các bạn chọn crop thì những cái phần bên ngoài nó bị cắt bỏ đi, mà tôi không muốn như vậy. Tôi muốn cố gắng lấy làm sao cho càng nhiều cái phần ảnh càng tốt. Thành ra bây giờ tôi chỉ để vào đây để tôi canh cho nó chính xác. Bây giờ tôi dời nó ra. Rồi phía trên tôi dời lên. Bên trái cũng vậy. Chỉnh sửa làm sao cho nó tương đối nó ngay thẳng nha các bạn. Rồi bây giờ tạm thời như vậy. Các bạn thấy nhà cái cạnh của cái đường biên, cái đường bao này nó tương đối, nó song song với cái cạnh của cây cột. Ở đây tôi chọn, tôi chấp nhận. Các bạn thấy không, khi nó crop thì nó sẽ chỉnh sửa luôn lại cho cái cây cột đứng thẳng lên theo cái phối cảnh. Cái này nó cũng chưa có ngay nhưng mà tạm thời là như vậy, là cái ý nghĩa của cái công cụ này nó là như vậy đó. Rồi thì các công cụ crop nó chỉ như vậy thôi. Còn ở trong đây nó có hai cái công cụ là slide và slide select này, thì không có xài đến. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn tự tìm hiểu. Tôi nghĩ cái công cụ này chúng cũng không có sử dụng tới. Thì bài hướng dẫn hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.